Xin chào tất cả anh em. Thì còn khoảng 2 tuần nữa là kết thúc năm 2020 đầy sóng gió rồi. Thì nói chung là đối với những cái ngành khác thì mình không biết như thế nào, nhưng mà đối với cái việc nuôi bồ câu thì vẫn phát triển hết sức bình thường anh em ạ. Bây giờ bồ câu ở trại của mình nói chung là trên nông dân làm giàu là không có mà bán mà. Thì nhiều anh em thì cũng gọi điện cho mình hỏi là cái việc nuôi bồ câu trong năm 2021 thì nó như thế nào. Thì mình cũng trả lời anh em, có nghĩa là việc nuôi bồ câu hiện tại thì đang phát triển rất là nhiều anh em ạ. Anh em có thể đi từ Bắc vào Nam, ở đâu, ở tỉnh thành nào là người ta cũng đang nuôi bồ câu. Nhưng mà nuôi bồ câu như thế nào để thành công là cũng là một câu chuyện anh em nhé. Tại vì không phải là ai cũng lựa được cái giống tốt hoặc là những cái đầu ra nó hợp lý đâu anh em ạ. Tại vì mình đi thăm cũng rất là nhiều nơi rồi, thì nhiều người đang nuôi cái loại bồ câu ta thì mình cũng hay chia sẻ với anh em là đối với riêng cái loại bồ câu ta thì mình đừng có nuôi nữa. Tại vì thứ nhất là nuôi không hiệu quả này, rồi ăn còn nhiều này, nó ăn là ăn sạch nhà lắm đấy anh em ạ. Và đẻ cũng thưa nữa, và con của nó thì cân nặng của nó cũng thấp. Thì mình cũng chia sẻ với anh em, ở trại mình đó là trại chuyên bồ câu Titan Thái siêu thịt anh em nhé. Bồ câu của mình nhập ở bên Thái về, anh em có thể thấy tận mắt là những cặp bồ câu của mình nó khủng như thế nào. Bồ câu Thái của mình thì ở trại của mình thì đang là vào đẻ rồi anh em ạ. Thì giống bồ câu này là siêu thịt siêu đẻ mà, thì nó chất lượng hơn bồ câu ta rất là nhiều. Và hiện tại thì cũng đang có nhiều người nuôi bồ câu ta á, tại vì thứ nhất là kinh phí, nói thẳng ra là kinh phí họ cũng không có nhiều, và đầu tư chuồng trại họ không có, nên họ nuôi để bán phục vụ cho những cái chợ ấy, cái chợ tự phát, chợ ven đường, hoặc là mua bán ở trong cái thôn xóm ấy, thì họ ăn được. Còn nếu mà để mà những cái bồ câu đó mà đưa nhà hàng là người ta không có lấy đâu anh em ạ. Người ta chỉ lấy cái loại bồ câu bây giờ là ưa chuộng nhất là bồ câu Thái siêu thịt đấy. Thì nhìn chung là nuôi bồ câu trong năm 2020 và năm sau thì nó cũng có một cái cánh cửa nói chung là rất là rộng mở anh em ạ. Ở trại của mình nói chung là mình bắt bồ câu không kịp bán mà. Và mình cũng hỗ trợ, năm nay mình cũng hỗ trợ cho anh em khá nhiều, nhưng mà mình hơi đáng tiếc là năm nay có dịch Covid-19 xuất hiện á, nên cái việc tặng bồ câu cho anh em là mình cũng chưa thực hiện được. Có gì mình sẽ thực hiện vào một ngày gần nhất là mình sẽ thông báo cho anh em. Thì anh em có thể thấy đây, đây là trại bồ câu Titan Thái siêu thịt của mình. Thì những cặp bồ câu này là vào đẻ hết rồi nhá. Và những cặp bồ câu ra ràng anh em có thể thấy này. Đôi khi con chim bồ câu ra ràng ở trại mình nó bằng cả con chim bố mẹ của chim bồ câu ta anh em nhé. Nên anh em cũng nuôi thì anh em cũng lưu ý. Nhiều anh em hỏi mình là nuôi chim bồ câu nào là hợp lý. Thực ra là mình cũng tư vấn cho anh em thôi, chứ mình cũng không phải làm clip đâu để bán giống đâu anh em ạ. Anh em xem clip của mình, anh em thấy thích thì anh em ủng hộ mình thôi, chứ mình cũng không phải quảng cáo làm gì. Tại vì cái thương hiệu nông dân làm giàu thì cả nước Việt Nam mình thì ai nuôi bồ câu là mình nghĩ là hầu như cũng biết. Tại vì kênh mình cũng khá là nổi tiếng, và mình cũng được mời một số những cái lời mời quảng cáo trên kênh của mình ấy. Nhưng mà mình cũng từ chối. Tại vì mình cũng biết là có khi một số anh em cũng không có thích mình có một số nhãn hàng họ vào họ quảng cáo ở trên này thì thành ra nó không hay. Nên tại vì cái kênh của mình lập ra và với cái ý tưởng ban đầu là mình phục vụ cho nhu cầu của anh em thôi. Mình đăng clip vui chơi này, anh em nào mà có cần trao đổi kinh nghiệm rồi hay học hỏi gì thì cứ đến trại mình hoặc là hỏi mình ở ngay trên trên video này thì mình trả lời cho anh em. Chứ mình cũng không có cái tham vọng mà quảng cáo hoặc kiếm tiền YouTube làm gì đâu anh em ạ. Thì đấy, cái thị trường chim bồ câu bây giờ nó phát triển rất là mạnh. Hầu như là nó phải nói là nó chiếm lĩnh cái thị trường mà ngành chăn nuôi anh em ạ. Nuôi chim bồ câu nhé, rất là phát triển luôn. Có thể nói là nó tạo ra một cái làn sóng anh em. Nó chiếm lĩnh cái thị trường chăn nuôi. Bây giờ anh em đi khắp cả nước thôi. Bây giờ nuôi heo này, nuôi gà này, hoặc là nuôi những cái mô hình mới như là nuôi cá sấu này, nuôi chăn này, nuôi nhím này, nuôi rắn này,
là hầu như là mình không phải nói gì nhưng mà nuôi những cái mặt hàng đó hầu như là rất nhiều người đang là phải bán nhà bán cửa đi để trả nợ đấy nha. Tại vì đầu ra với lại cái thị trường bữa nay họ cũng đâu ưa chuộng nữa. Với lại cái giá chim bồ câu hiện tại là nó cũng đang phù hợp với người ăn. Chứ bây giờ mình đặt ra một câu hỏi là mình nuôi cá sấu đi bán thì ai ăn? Thị trường bây giờ là dịch Covid-19 nền kinh tế khó khăn thì ai tiền đâu mua bỏ tiền ra mua thịt cá sấu về ăn hoặc là những cái mặt hàng khác như thịt nhím. Riêng thịt con bồ câu á thì nó thứ nhất là nó quá bổ rồi, thịt bồ câu là quá bổ và nó cái giá tiền của nó cũng vừa phải nên nhiều anh em đến hỏi mình tư vấn á, thì mình cũng mà chỉ cho anh em cái hướng nuôi bồ câu như thế nào để cho nó thành công và đạt hiệu quả cao. Chứ anh em bây giờ anh em phải phải nắm cái tư tưởng là mình bỏ loại trừ ngay cái chim bồ câu ta đi anh em nhé. Chim bồ câu nó lai rất là nhiều và mình vài anh em chụp hình gửi mình nhé, những con chim bồ câu mà lai màu trắng này màu đen này màu vàng này trong cùng một con ấy, màu tương tung thì nuôi cơ bản nó lai qua quá nhiều 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 giống rồi thì nó con của nó rất là nhỏ anh em ơi. Chứ anh em thấy ở trại mình là giống này là giống thuần chủng luôn nhé, giống này là giống Thái nó rặc luôn á, nên là nó cũng rất là chất lượng. Ở trại mình thì nuôi theo mô hình công nghiệp anh em nhé, nên là thấy là nuôi nó rất là bài bản này, lồng này rồi hệ thống máng nước tự động này máng ăn này. Chim bồ câu chỉ phải đẻ thôi, đẻ và nuôi con thôi anh em ạ. Ấp trứng thì mình cũng cho ấp bằng máy luôn. Anh em đến trại mình có thể nói là một cái mô hình để mình nhìn vào đó mình học hỏi để mình áp dụng cho cái, nếu mà anh em nào thích thì mình có thể áp dụng. Và anh em có thể thấy là chim bồ câu ở trại mình nhìn nó rất là sạch này. Tại vì mình cũng có một cái chế độ ăn uống cũng như là xịt khử trùng á cho chim bồ câu anh em. Thì nó nhìn rất là đẹp. Và những cặp bồ câu của mình bây giờ là đang đẻ hết rồi và dịp cuối năm này này thì mình cũng nói chung là cũng có nhiều đơn hàng để xuất đi để giao đến tay anh em, thì mình cũng hy vọng là anh em nhận được giống của mình nuôi được cũng thành công và cũng có rất nhiều người mà đổi đời vì nuôi bồ câu anh em. Anh em có thể search cái từ khóa thôi hoặc là đọc những bài báo thôi. Hồi hôm qua hôm kia mình có đọc bài báo là cái anh kia anh nuôi vài cặp bồ câu để cho vợ đẻ và ăn thôi nhưng mà cuối cùng là anh lại bắt duyên nuôi bồ câu và bây giờ một tháng anh kiếm vài trăm triệu là bình thường anh em ạ. Nuôi anh em phải để ý nhá, nuôi bồ câu á kiếm vài trăm triệu hoặc là một tháng hoặc vài chục triệu một tháng đó là chuyện có thật nhá, chứ không phải là người ta chém gió đâu anh em ạ. Thì về cơ bản như mình nói là nuôi 100 cặp đi là lời một tháng 5 6 triệu, mà những cái mô hình nuôi kinh doanh họ đâu có nuôi vài chục cặp đến 100 200 cặp đâu, họ nuôi tính bằng ngàn cặp anh em ạ. Thì anh em có thể thấy là nó hiệu quả như thế nào cũng như là cái hiệu quả kinh tế mang lại rất là cao. Và nuôi chim bồ câu đó mình cũng không có bỏ gì đâu anh em ạ. Khi mà mình thịt con chim bồ câu ra thì cái bộ đồ lòng của nó mình có thể chế biến này, lông của nó mình bán cho người ta làm chổi làm chiếc này, rồi những cái anh em mà có hồ cá đâu thì anh em không làm lòng thì anh em vứt xuống cho cá ăn được. Nói chung là nuôi chim câu không bỏ một cái gì anh em nhé, không bỏ một cái gì và lợi nhuận kinh tế rất là cao. Và cái việc nuôi chim bồ câu á, thì nó mở ra một cái hướng để cho những cái người có hoàn cảnh khó khăn mà họ có thể đổi đời được anh em ạ. Chứ nuôi chim bồ câu ví dụ như là anh em bỏ vốn ra vài tháng anh em đã lấy lại được rồi. Tại vì chim bồ câu một tháng nó đẻ từ khoảng 2 đến 3 lần đấy. Thì một lần nó đẻ hai trứng thì anh em có thể thấy là đó là một cặp nhá. Thì anh em có thể thấy là mình có thể lựa những cái cặp tốt mình có thể nhân giống này. Thì mình chắc chắn là mình sẽ thành công thôi. Và đặc biệt đó, anh em nào mà có khó khăn hoặc là muốn hỏi thêm kinh nghiệm thì cứ hỏi gì anh em mình thì mình sẽ chia sẻ anh em. Ở trại mình nó đầy đủ hệ thống chuồng trại thôi, từ những cái trại con nào khó bắt cặp quá hay là nuôi mình nhập giống về thì mình trả thả vào chuồng quần thể, sau đó thì mình sẽ bắt ra đây để phân cặp cho nó anh em ạ, rồi mình đi giao cho khách thì nó rất là chất lượng và cặp nào là chuẩn cặp đó anh em ạ. Anh em có thấy này, ở trại mình hầu như là chim ra ràng là khi nào cũng cũng đầy luôn, cứ đầy lên chim mỗi tháng là lại xuất đi liên tục. Thì năm 2021 thì bồ câu vẫn là một cái mô hình kinh tế hiệu quả anh em ạ. Vài chục năm nay rồi nuôi bồ câu, cứ nuôi bồ câu là mình đánh giá là những ai mà đã xác định mà
gắn cuộc đời mình với phát triển bồ câu thì chắc chắn sẽ thành công anh em ạ. Và cái chuyện nuôi một tháng kiếm vài chục đến vài trăm triệu là chuyện bình thường anh em ạ. Nhưng mà anh em phải lựa giống mà kỹ càng nhé, đặc biệt là giống Thái này là cái giống hot nhất hiện nay, thì anh em có gì cứ tham khảo. Rồi có gì anh em sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong năm tới nhé. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người.